Là trường chuyên đào tạo nguồn nhân lực cho ngành in, trường Cao đẳng Công nghiệp in Hà Nội trong năm học 2015 chỉ tuyển được tổng số 314 sinh viên, trong đó chuyên ngành công nghệ thông tin chỉ tuyển được khoảng từ 5 đến 6 sinh viên. Tuy nhiên, theo thông tư sửa đổi của Bộ Giáo dục Đào tạo về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2016, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của các trường cao đẳng là tốt nghiệp trung học phổ thông, thì đây sẽ là cơ hội mở cho trường có thêm nhiều sinh viên hơn. Việc xét tuyển như vậy theo thông tư mới được xem là giải pháp tình thế cứu các trường cao đẳng thoát khỏi tình trạng không tuyển được sinh viên. Tuy nhiên, chất lượng của sinh viên tại trường cao đẳng vẫn đang là dấu hỏi, mặc dù các sinh viên theo học tại đây đều đánh giá tốt. Lý giải về vấn đề này, Bộ Giáo dục khẳng định thông tư mới sẽ giúp các trường cao đẳng có thể tuyển sinh dễ dàng hơn, chứ không phải là bộ can thiệp sâu vào công tác tuyển sinh của các trường. Thực ra thì hiện nay tức là các trường cao đẳng là có thể tuyển sinh từ cái tốt nghiệp trung học phổ thông nếu cái đề án tuyển sinh viên của họ. Do vậy cho nên cũng không cần thiết phải là chúng ta quy định ngưỡng cái đảm bảo chất lượng đầu vào của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Cái thứ hai tức là luật giáo dục nghề nghiệp cũng đã quy định rõ là cái chúng ta thống nhất cái trình độ đào tạo cao đẳng rồi. Đấy, thì bên cái giáo dục cao đẳng nghề thì chúng ta vẫn tuyển sinh từ như này là xét học bạ thôi. Đấy, cho nên cũng không cần thiết là chúng ta phải quy định cái ngưỡng này. Còn cái việc mà để mà đảm bảo cái chất lượng đầu vào ứng với các cái ngành nghề khác nhau, ví dụ như ngành y tế hay là những cái ngành mà có cái tính cạnh tranh cao, thì các trường sẽ đặt ra những cái tiêu chí cần thiết, những cái điều kiện bổ sung để mà xét tuyển những thí sinh có cái chất lượng phù hợp. Có thể nói câu chuyện về việc làm của sinh viên sau khi ra trường luôn là vấn đề được cả xã hội quan tâm. Việc lựa chọn vào các trường cao đẳng, trung cấp nghề hay đại học cần phải có sự định hướng của chính phụ huynh học sinh và các thầy cô giáo ngay từ khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường, để các em có sự lựa chọn đúng. Không chỉ có vậy, chính các trường cũng phải cần nâng cao chất lượng giảng dạy, để đó cũng là yếu tố giúp các sinh viên ra trường đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Hiện Lâm Đồng đã và đang triển khai đề án nâng cao chất lượng cây điều địa phương với các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ cây giống đến từng hộ nông dân. Đây là những chương trình hỗ trợ thiết thực tạo nên một cú hích đẩy mạnh và phát triển cây điều thương phẩm địa phương. Và một mùa điều được mùa được giá như năm nay chính là động cơ mạnh mẽ để nông dân đầu tư phát triển loại cây trồng này.